第二百七十九天。ngày hai trăm mười chín. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Ừ, đi trả tiền thôi. Ừ, đi phụ tiền bà. Ừ, phụ tiền bà. Ừ, phụ tiền bà. ừm, truy chi Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chưa kịp quét tước dọn dẹp. Mấy lái đất chí đã xảo sâu sử. Phố người hoa. Khóa rấn chia. 边，左，会，有，个，地下，停车，场，用，手机，拍，下，来，搞所有,有就等，有一，些，几乎，都，没，使用，过。 我开玩笑安监工最上面一层鲁大哈其他东西衣服卷筒传统衣服 Cảm giác tay rất tốt. Số Còn cần cái gì? 还需要什么? Kiểu dáng. Kể cũng phải, ngược lại cũng phải. Đạo sẽ trông chân ngắn. Khuê xèn thuế toán. Không nhìn nhầm. Mấy khàn sủa. Đồ đẹp giá rẻ. Ủ mấy trả lén. Buồn cười quá. Khó khó xảo, Làm thả lỏng không khí một chút. 轻松一下气氛，vừa 不 ẹ 又好看又便宜。你家店去付钱。